Chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại công ty ô tô Quỳnh Giáp Pháp, một địa điểm kinh doanh mua bán trao đổi xe đầu kéo semi đầu móc mới cũ các loại tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái rơ móc Ben của hãng Dosun Sosan Hàn Quốc là đang lắp ráp sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ của Hàn Quốc và đúng theo tiêu chuẩn của châu Âu, và được các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu của Hàn Quốc tham gia sản xuất nha mọi người, chứ không phải là người Việt Nam sản xuất rồi, mà nhưng những chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư tham gia sản xuất trực tiếp và quản lý điều hành phân phối sản phẩm. Thì mình là hiện tại công ty ô tô Quỳnh Giáp Pháp đang phân phối dòng sản phẩm rơ móc Ben 30 của Dosun. Như móc Ben như này là mình có hai loại, là móc Ben thường và móc Ben chân rút. Thì bắt đây là hiện tại là móc Ben thường nha mọi người, một cái móc Ben rất là đẹp của hãng Hàn Quốc nha. Riêng mà cái sản phẩm rơ móc Ben thì người ta sẽ nghĩ nơi ngay đến sản phẩm của Dosun Sosan, thì một sản phẩm rất là chất lượng và chắc chắn. Đây là tổng quan của một rơ móc, thì mình sẽ nhìn sơ qua ha. Đây là một cái tấm lắc thì được sản xuất năm là 2022, thì nếu mà qua năm thì 2023 mình chuyên bán hàng mới luôn nha mọi người, chỉ mới thôi. Đây là số loại thì cố định rồi nha mọi người nha. Chiều dài của nó là 9240, rộng là 2495 và cao là 3410. Thì khối lượng bản thân nó là hiện tại đang là 8 tấn 700 kg. Khối lượng toàn bộ hiện tại sắt nặng của nó là 36 tấn 914 kg nha mọi người. Còn hiện tại đang là như tờ khai thông số kỹ thuật, đây là mọi người, đây một cái bảng, nếu mà anh em mà quan tâm thì mình sẽ gửi thiệt thẳng cho mọi người một cái tờ thông số kỹ thuật như thế này. Đây là tờ chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Thì cái tờ này thì nó có thông số cơ bản chuẩn của một rơ móc, bất kỳ một sản phẩm rơ móc mới nào thì có thông số chuẩn như thế này hết, đều có thông số chiều dài và kích thước. Hiện tại đây này, cái sát nặng đang là 6 tấn 480 kg. Thì cái số khối nó là 23 khối nha mọi người, 23,3 khối tổng cái thùng này nha. Và móc này thì được sử dụng là vỏ, một là vỏ Kasumina của Việt Nam hoặc là vỏ của Thái Lan, vỏ Linh Long. Thì cái vỏ thì rất là dễ, mọi người có thể thay đổi theo yêu cầu, mình sẽ thay yêu cầu. Còn hiện tại đa phần là sẽ vỏ là Kasumina. Vỏ Kasumina thì có hai loại vỏ, vỏ 11/20. 11 là hiện tại là vỏ là vỏ có ruột, và vỏ không ruột là 12R2.5. Và hiện tại nếu mà mọi người có thích thì có thể là dùng vỏ là 12/20 cũng được nha mọi người. Thì mình sẽ chi tiết vào cái sản phẩm như thế này. Một cái robot Ben như thế này là hiện tại trước mắt mọi người thể đầu tiên là sẽ thấy là đầu tiên là mình sẽ thấy là có cái thang leo phía sau và phía trước. Trước sau thì có thang leo để lên mình kiểm tra. Thang leo này thì khi mà có đầu kéo phía trước thì mình sẽ leo từ đầu kéo lên và đi lên rất là dễ dàng. Còn thang leo phía sau cũng leo rất là dễ dàng nha mọi người. Thì có hai thang để mình kiểm tra hết luôn. Kế bên cái thang leo thì hiện tại đang có một T-Ben Hiva. T-Ben Hiva hiện tại là với cái thông số cái thuật đó là T-Ben lớn. T-Ben lớn thì hiện tại là có loại lớn và loại nhỏ, thì có đây là lớn nha mọi người. 2002 từ năm thì năm hành trình. T-Ben đây thì rất là nổi tiếng với các dòng sản phẩm như xe tải, xe thùng, xe tải dùng Ben hoặc là rơ móc Ben, các hãng khác đều dùng T-Ben Hiva cả. Đây là T-Ben Hiva. Đây là thông số bản chuẩn của T-Ben Hiva. Nó có mã QR để mọi người tra thông tin về cái nguồn gốc sản phẩm. Và kế bên là đã có một cái quyển sổ đây để cho mọi người là hướng dẫn sử dụng của T-Ben Hiva nha. Thì T-Ben Hiva kế bên đi đây thì nó đây là một cái ống dẫn dầu thủy lực cùng với thùng dầu nha. Thùng dầu và ống thủy lực thì đang hiện tại đang có trong thùng. Thì lát mình sẽ quay cho mọi người thấy. Trước mắt mọi người đây, thấy mọi người không? Thấy đó là những cái thanh thép kết nối với nhau tạo gia cố ở mặt phía trước rất là cứng cáp. Cứng cáp. Và kế bên đây nữa, đây là phía trước nha. Phía trước đây là có những cái thanh đà kết nối với nhau. Còn kế bên đây là lòng thùng. Lòng thùng thì sử dụng thép là chống va đập, chống gãy, chịu lực rất là tốt, ra dày. Và hiện tại nếu mà mấy cái thùng Ben như thế này thì được gia cố, gia cường thêm và được gập sóng như thế này, gập sóng để cho nó cứng cáp hơn nha mọi người. Kế bên những cái thùng như thế này thì có những cái móc như thế này rất là tiện lợi. Nhà sản xuất rất là để ý tới cái nhu cầu người sử dụng. Thì móc này thì để cái này là để dùng là mình tủ bạc lên để mình kéo dây mình móc vào rất là dễ dàng nha.
À, mình sẽ nói sơ qua về phần chassis. Thì cái mod này thì chia làm hai phần, và nếu mà đúng ra là phải làm ba phần. Ba phần thì đầu tiên là T-Ben, T-Ben là một phần riêng, và tới là thùng, và thứ ba nữa là cho phần chassis. Chỗ chassis đây là được là thiết kế bằng thép nguyên khối gầm đúc, rất là dày nha mọi người, dày và thẳng, chịu lực tốt, chịu đàn hồi, chống gãy, chống chống vặn. Mọi người, mình sẽ đo cho mọi người là cái chiều dày nó bao nhiêu nha. Đây là 1.5. Chiều dày 1.5. Bản rộng bao nhiêu? Bản rộng 15 mọi người. Và cái vách thùng này là được bao nhiêu nha? Em đo lại với anh luôn. 0.5. À, 0.5. Rất là dày cho mọi người. Thùng 0.5 nó khác biệt với một số dòng của Trung Quốc, nó sẽ thùng nó sẽ mỏng hơn. Em đo, và cái bên dưới này là có, dưới này là có phần váy, phần vè dưới này, để thứ nhất là làm đẹp, và thứ hai nó là bảo vệ cái thùng. Và phần phía trên nó có được một cái hộp để bảo vệ cứng cáp cái thùng, để mà chống nó khi mà mình ben lên nó sẽ bị gãy nha mọi người, gặp cái phần giữa. Thì nếu mà cái phần chỗ mà phật vuông kéo dài nó là 24.5 nha mọi người, rất là dày, rất là cứng cáp luôn nha. Thì tay quay, tới phần tay quay thì tay quay được thiết kế là một tay quay với này là hai chế độ, một là quay nhanh và hai quay chậm. Tay quay thì sử dụng trục tay quay truyền thống và lâu đời là trục tay quay Fuwa. Cái đó phần Fuwa thế này thì có một cái này là có cản bảo vệ, cản bảo vệ rất là chắc chắn nha. Phần bảo vệ ở đây là có một vỏ sơ cua như thế này, có một vỏ sơ cua để trong đó nha mọi người. Mọi người có cần thích thì mình có thể là để hai vỏ sơ cua vào cái hai bên, nó có thiết kế sẵn rồi nha, mình có thể lắp vô thôi. Đây là một vỏ sơ cua. Đây sử dụng, đây là ắc nhíp gối. Vỏ là sử dụng vỏ Kausumina, Kausumina của Việt Nam. Thì 18 lớp bố, rất là cứng cáp nha, chắc chắn. Đây là bố ni lông nha mọi người. Và cái trục đó là sử dụng trục là E1. Một điều đặc biệt, trục E1 với 10 tắc kê. Trục lớn nha mọi người, trục lớn 13 tấn. Và chân trống là 28 tấn, chịu lực lên tới 80 tấn. Còn trục là trục Fuwa, do trục E1. Trục E1 là một trục của Hàn Quốc, và nó khác biệt với những cái dòng sản phẩm remote khác là sử dụng E1, còn những một sản phẩm khác thì dùng là Fuwa. Còn E1 thì đặc biệt của Hàn Quốc lắp ráp cho tất cả các dòng của remote Dosung, Sosan. Thì cái trục này thì đã được kiểm tra, và là thực tế là cái trục này là tiết kiệm vỏ hơn các hãng khác, và chống tiết kiệm nhiên liệu nè. Tăng tuổi thọ của vỏ hơn, nhiều hơn so với các trục khác nha mọi người. Đây là trục Fuwa, trục E1. Đây là gói nhíp nha mọi người, bóp sen. Xung quanh mọt thì được cái sắp xếp hệ thống là hệ thống đèn. Đèn thì mình có sử dụng đèn Trung Quốc và đèn của đèn Trung Quốc và đèn xe Trung Quốc, và cái đèn 22 và 24. Cuối là cả vè, hiện vè là các lồng thùng nè. Ở trong thùng nè, nắp thùng phía sau. Nắp thùng phía sau rất là đẹp, rất là dày, rất cứng cáp luôn. Và có hệ thống luôn nha mọi người, có hệ thống ti đẩy luôn nha. Đó. Và có các trục như thế này đó, là hệ thống ti đẩy. Đó. Đây là có bút sen nha, có bút sen. Đèn, cụm đèn. Mỗi bên này được chia là hai cụm đèn, và một cụm đèn là chia làm ba đèn nha mọi người. Đó. Có đèn biển số luôn, đèn biển số. Đó, nhưng cái này là có bức thang đi lên đi xuống. À, vỏ rất là đẹp. Vỏ thì mình sử dụng vỏ là vỏ 12 hoặc vỏ 11 đều được nha. Vỏ có thuộc không được thì tốt cả. À, tùy theo nhu cầu của anh em thôi. À, mình sẽ quay xuống gầm nha. Gầm. Đây, gầm đây. Gầm robot rất là đẹp luôn. Mọt mới thì gầm rất là đẹp. Sử dụng hai bầu hơi. Hơi tối ha. Sử dụng hai bầu hơi cho mọi người. Đó, rất là đẹp. Ở trên đây thì lồng thùng, mình leo lên mình quay lồng thùng cho mọi người xem. Đó, lồng thùng rất là đẹp luôn. Đấy, đây là lồng thùng của mọt. Thì có bình dầu nè, có ống dẫn dầu nè. Đó, có đủ đồ của theo phụ kiện của remote nha. Vách nè mọi người, vách là được dập sóng hết nha. Được dập vuông hết cho tạo độ cứng da cường hơn. À. Nắp thùng thì được mình hở như thế này, để khi mà ben lên thì mình mở nắp thùng ra.
Nói về sản phẩm Ben thì không phải chê gì đâu cả. Rồi mất Ben. Về xương gầm. Chân trống. Có một điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu cho tất cả mọi người nữa là đây, hệ thống đo áp suất. Đó, áp suất. Hệ thống đờ le. Một số hãng khác nó không có đâu mọi người, và những cái sản phẩm đời cũ cũng không có nha mọi người ơi. Đó, đây là hệ thống đo áp suất. Oh, rất là đẹp nha. Rất là an tâm. Và có ống xả nữa, mình có thể là lốc chơi xả đây cho đây luôn. Đó, lốc chơi xả và có van xả nha mọi người. Đây có rờ le. Dàn chân thì khỏi suy nghĩ luôn nha mọi người ơi. Rất là đẹp, rất cứng cáp. Ở trong này nọ thì nó có với những cái thanh đà chéo ngang qua để gia cố những cái phần chassis. À, những cái thanh chéo thì gia cố phần chassis nha. Và có một cái thang ở phần cuối của mọt á, thì nó liên kết với cái thùng ben và chassis để là giảm hình dình nó lại và giúp độ an toàn nó cao hơn. Thì móc ben hiện tại thì mình sẽ bàn giao là một là hướng sổ hướng dẫn sử dụng của robot ben do nhà sản xuất cung cấp, một sổ bảo hành. Thì ở đây bảo hành 2 năm nha mọi người, sổ bảo hành robot ben như thế này. Robot. Và thứ ba là một cuốn catalog giới thiệu tất cả các sản phẩm về Dosun. Thì có những cái thông tin như là vậy mình sẽ cung cấp hết cho mọi người nha. Nếu anh em có quan tâm thì trải nghiệm thì sản phẩm đó thì sẽ liên hệ tới số điện thoại là 0932 795 695 0981 82 359. Website www.xedokeomỹvn.com để trải nghiệm và xem sản phẩm chất lượng như thế nào của robot ben. Hiện tại thì mình đang cung cấp những sản phẩm của robot ben của Dosun CIMC của Hàn Quốc nha mọi người. Tất cả những hàng của ben và các loại sản phẩm khác của robot, đa dạng chủng loại sản phẩm robot. Thì mọt này thì mình có thể hỗ trợ vay ngân hàng cá nhân và công ty, hỗ trợ cực kỳ tốt và hỗ trợ là thu mua sản phẩm cũ đổi sản phẩm mới. Một bàn rất là đẹp nha mọi người ơi, mình rất là tâm huyết móc bàn này. Và xung quanh cái móc bàn này thì nó có những cái hướng dẫn, những cái cho người dùng. Đây có sổ rồi nhưng mà vẫn có những cái biển báo cho anh em giúp độ an toàn cao hơn, và những anh em nào mà thể là mình coi cho nó tiện lợi hơn nha. Đây là một cái bảng quy định sử dụng của robot ben, những cái biển báo như thế này. Anh em quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại mình nha, 0932 795 695 0981 82 3539. Website otoquinhchaphat.com. Website thứ hai www.xedokeomỹvn.com. Địa chỉ tại 256 cao tốc Tân Vạn Mỹ Phước, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hỗ trợ cho tất cả mọi người xe đầu kéo và robot ben. Robot ben này nó phù hợp với những đầu kéo như hũ bồ, Hyundai hay là Chen Long. Nếu mà xài hàng nặng thì mình có thể sử dụng cầu dầu cho mọi người. Đó là một cặp đôi kết hợp rất là hoàn hảo. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip của mình. Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn like để có những dòng sản phẩm phù hợp hơn nha. Có những góp ý thì mọi người xin nhắn tin vào bên dưới để mình có những bài viết, những clip mới hay hơn. Mình sẽ đón nhận những cái lời nhận xét hay là góp ý từ tất cả mọi người nha. Cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình. Chào tạm biệt và cảm ơn mọi người.